Giới thiệu các bạn, đây là toàn bộ cái thung lũng Mường Hoa của thị xã Sapa. Ở phía trước mặt chúng ta là toàn bộ cái thung lũng Mường Hoa của thị xã Sapa. Ở vị trí này nó cách trung tâm Sapa khoảng 10 phút chúng ta lái xe thôi. Thời tiết vào một buổi trưa, trời khá là nhiều mây. Phía trước mặt là một con suối rất nhiều đá. Hai bên là ruộng bậc thang. Suối mùa này nước khá là cạn. Phía xa xa các bạn nhìn thấy những chỗ đất đang san lấp đấy, nó là khu đô thị và khu công viên đang cho triển khai xây dựng. Dọc theo bên phía tay phải của chúng ta là con đường tỉnh lộ 152 và kéo thẳng xuống dưới này. Bám mặt con đường tỉnh lộ 152 là các homestay. Vâng, phía con ô tô đen đang đi, ô tô trắng đang đi xuống đây. Đó chính là con đường tỉnh lộ 152 chạy dọc từ đường Violet xuống Mường Hoa và xuống dưới này. Đoạn đường này có một chỗ xe trắng xe máy đang đi kia là chắc là đang chờ sạt, đang chờ lún đường nên là rất nhiều năm nay rồi những chỗ này là chưa được đổ nhựa, chưa được đổ bê tông. Con đường tỉnh lộ 102 là con đường trục chính mà đi xuống các xã bên dưới như là xã Thanh Phú Cũ, xã Thanh Bình, Mường Bo, Tả Van và xuống hồ Xã Mỹ Tỉ. Những hôm mà thời tiết trong xanh thì ở khu vực thung lũng Mường Hoa này rất là đẹp. Ở những ngày cuối năm này thì thời tiết nó không được đẹp như là giữa mùa hè, rất nhiều những đám mây đen. Trong một ngày thì chúng ta có thể bắt gặp những cái khoảnh khắc, những cái khung thời gian có thể là 1-2 tiếng. Thời tiết ở đây rất là trong xanh và chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được tất cả những cái dãy núi Hoàng Liên ở phía xa xa trước mắt các bạn ấy. Những dãy núi Hoàng Liên và những đám mây trắng bay ở trên đỉnh. Cái nét đặc trưng nhất của thung lũng Mường Hoa là toàn bộ khu ruộng bậc thang này. Vào mùa lúa non thì toàn bộ cánh đồng này là xanh mơn mởn. Và mùa lúa chín thì tất cả là vàng óng và rất là thơm mùi lúa. Khu vực này được các du khách nước ngoài là ưa thích cái không gian ở đây. Họ rất thích đi bộ trong những ngôi làng ở dưới thung lũng như này. Sau khi thị xã Sapa được chính thức lên thị xã thì khu vực này đã được sáp nhập một số địa giới hành chính, sẽ chuyển về là phường Cầu Mây. Một số sẽ chuyển về là gì? Xã Hoàng Liên. Và một phần sẽ thuộc về xã Mường Hoa. Anh chị có thể tìm hiểu cái địa giới hành chính sau khi quy hoạch mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, khi thị trấn Sapa chính thức trở thành thị xã Sapa.
Các bạn nếu đi du lịch đi chơi ở Sapa thì có thể từ đi xe máy từ trung tâm thị trấn, trung tâm thị xã xuống đây cũng rất là gần. Bạn có thể đi chơi ở những cái bản làng, đi chơi những cái con đường ở trong cái thung lũng này. Để có một cái khung cảnh đẹp thì đôi khi chúng ta cũng phải chờ đợi rất là nhiều ngày để có được một bức ảnh đẹp. Thời tiết ở Sapa thì cũng nhìn chung là mát mẻ, nhưng mà khí hậu cũng có thể là sáng một kiểu, trưa một kiểu, chiều tối lại một kiểu khác. Nhiệt độ trung bình ở trên Sapa này thì từ 18 đến 30 độ. Ở các khu vực có địa hình cao hơn thì khí hậu sẽ mát hơn. Dãy núi Hoàng Liên chúng ta đã bị mây đen che khuất hết cả rồi. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem hết video này về thung lũng Mường Hoa trong một buổi trưa. Nếu thấy video này hữu ích, thấy video này có giá trị, anh chị có thể ủng hộ Thọ bằng cách like video này hoặc ấn vào đăng ký kênh để Thọ sẽ review ở những cái khung cảnh, không gian, những cái điểm du lịch khác nữa tại thị trấn Sapa. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.